Chào các bác, video hôm nay em giới thiệu cho các bác một em đầu cối rất là hay. Dòng này thì cũng đã vắng bóng sau đặt trần lâu rồi. Em này là em Akai 4000DS và cũng khá là hay luôn. Một cái dòng máy có cái thiết kế nhỏ gọn, cái size của nó thì khá là nhỏ. Đấy, phù hợp cho các bác vừa chơi vừa sưu tầm, hoặc là các bác bày vào những cái bộ loa âm ly nhỏ nhỏ thì con này rất là xinh. Tuy nhiên thì cái tiếng của con này phải nói rằng hay, thực sự là rất là hay luôn. Akai 4000DS và thiết kế của nó thì nó trông nó khá là cổ điển. Và con này thì chạy băng 3, băng 5, băng 7, 4 trạch một chiều các bác nhé. Mời các bác chúng ta cùng xem. Về cái mặt hình thức thiết kế ở phía trước, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái phím bấm được bố trí ở trên mặt, gần như là kín cái phần mặt máy luôn. Đấy. Cái mặt này thì nó hơi ngà ngà xanh một chút chứ nó không phải là trắng tinh. Ở đây thì nổi bật với cái phần bánh tì, họ làm to bản và rất là lớn. Các cái phím này dạng vặn xoáy, đấy, rất là bền, gần như là vĩnh cửu không học được. Đấy, hai cụm đồng hồ vu nhỏ nhắn xinh xắn, đấy, nó giống cái dòng X. Đấy, rồi các cái phím volume, các cái phím bấm dạng bập bênh như này cũng khá là hay luôn. Khá là hay luôn các bác nhé. Đấy. Thì chúng ta quan sát thì ở đây có một cái chế độ tiếng Site hoặc 3 1/2, 1/4. Đấy, cụm đồng hồ công tơ mét, rồi những cái phím volume này của đường mic và đường line. Còn cái volume tổng thì nó ăn thẳng ở trong máy các bác nhé. Đấy, nó sẽ không chỉnh được cái volume tiếng ra. Ở đây là cái phím play hoặc là stop, còn đây là phím tua. Đấy, nút pause tạm dừng ở đây. Chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường suộc và những cái phím thông thường khác ở bên này. Con này thì hàng đa cầu điện. Đấy, nó xuất cho thị trường châu Âu cho nên nó chạy đa cầu điện các bác nhé. Về ngoại hình thì còn rất là đẹp, mặt mũi còn sáng choang luôn. Đấy, các cái phím đây, mặt mũi còn rất là đẹp. Toàn bộ máy thì thiết kế ở trong một cái hộp gỗ. Đấy, cái vân gỗ đặc trưng của Akai. Em này thì hộp gỗ nó còn đẹp, lành lặn, không có sứt mẻ, không có bể lở. Và chúng ta sẽ xem phía sau của em Akai GX400DS. Đây, các bác xem. Nội thất thì sắt xi 7 màu. Cái phần hậu này còn rất là đẹp, chứng tỏ là bên trong máy còn đẹp các bác nhé. Cái phần cầu chì kia và cái chế độ chuyển đổi đa cầu điện này đang để cái nguồn 220V. Máy có một đường line và một đường layout. Bây giờ thì sẽ quay trở lại mặt trước và sẽ test cho các bác. Con này thì thực sự là đáng chơi và sưu tầm. Các bác nào mà chưa chơi đầu cối bao giờ thì chúng ta lấy ngay con này thì mức giá ngon bổ rẻ, rất là hợp lý. Và các bác nào có nhiều rồi thì cũng nên là sở hữu thêm cho mình một con này để chúng ta trải nghiệm chất âm cũng như là thêm vào bộ sưu tập của các bác. Em sản phẩm 400DS có mức giá là 8.800.000 đồng. Và giá sản phẩm là không bao gồm băng các bác nhé. 8.800.000 đồng cho em 400, 4000DS. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bây giờ em sẽ test, mời các bác nghe. Tiếng con này thì nó rất là nét. Tiếng rất là nét luôn, âm sắc tuyệt vời. Máy sử dụng đầu từ sắt cho nên tiếng mộc. Tám triệu tám là ngon bổ rẻ. Đấy, một em đa cầu điện tiện lợi, ngon bổ rẻ và hợp lý ở trong cái tầm giá cho các bác chơi. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho em. Ước mơ
Vâng, nó thể hiện rất là rõ từng cái chi tiết, những cái tiếng kéo kẹt ở trong cái bản nhạc. Vâng, phải không các bác? 8.800.000 đồng, một mức giá rất hợp lý cho em mà cài 404.000 DS. Và một máy duy nhất thôi, dòng này thì không có nhiều. Các bác có nhu cầu alo cho em. Lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lòng người ơi. Em à, sẽ test cho các bác xem cái chức năng tua máy để các bác xem cái phần cơ của em này rất là tốt, còn êm và mượt luôn. Đấy, 8.800.000 đồng, các bác có nhu cầu alo cho. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.